Ngoài tiền bạc ra còn có cái gì nữa đó chị? Mấy người giàu nói chuyện thấy ghét ha. Bọn có tiền á, nó không có ngu đâu. Ha, phải công nhận mày siêu trộm luôn á. Trời ơi, đồ đạc tao còn gì hết trơn, cái ba má tao chửi tao chết luôn. Chết rồi, cái gì vậy trời? Chết rồi. Ăn trộm, cứu với ăn trộm. Chết rồi, chuyện này chết rồi, trời. Dòng hỏi. Chết rồi, Vinh, tao bắt hết trơn rồi, trời ơi, đồ đạc tao không còn gì hết trơn. Cái mắt này ba má tao cạo đầu tao chết. Bình tĩnh đi bà. Trời. Bình tĩnh đi. Dạ đồng chí, em là cháu gì bà? Theo như khám nghiệm hiện trường thì kẻ trộm đã đột nhập từ lầu 2. Tuy nhiên không hề có dấu vết cậy khóa cửa, chứng tỏ chị đã ra khỏi nhà mà quên không khóa cửa trên. Bà không. Vậy còn cái gì bất thường lắm đồng chí? Trời ơi, được có nhiêu đây, không đủ quân bài lại xả hàng nữa. Sao nhà giàu vậy mà có nhiêu đây tiền? Bèo. Thằng điên, làm gì có thằng nào giàu mà ngu. Tiền nó để ở nhà ấy chỉ là ví dụ thôi, còn lại là gửi ngân hàng hết rồi mày. À, vậy mà tao cũng suy nghĩ ra. Ê, giờ tính sao? Khoanh vùng khu vực mới chứ sao nữa, sống là không phải chờ đợi, chú hiểu không? Phải công nhận nha, làm ăn trộm đúng là sợ thiệt. Có điều làm ít mà hưởng nhiều. Chứ. Rồi. Bây giờ anh em mình đem cái đống này ra ngoài kia, làm vài ve, xả vài cho nó lắng ngát cái nỗi sợ hãi khi hành nghề được không? Chú mày đúng là gà qué. Làm vài vụ đi rồi sẽ quen. Thích thì đi anh chiều. Đây, đi đứng cái gì mày? Dạ, em xin lỗi. Mắt tăng trí hả? Ê, quay lại khúc cua đi. Tao thấy có gì giống mày lắm á. Làm gì có gì giống tao, mày bị khùng hả? Kêu quay thì cứ quay đi. Rõ ràng là thấy cái gì giống mặt mày trên đây mà ta. Gì? Cái này bức tường mà. Mày bị khùng hả? Ê, hay mày thích tao hay gì? Nhìn đâu cũng thấy tao vậy. Mày bớt nói đi cho sang. Cho ly nước cam chị. Bà nhà. Cho tôi 3 ly cà phê đi. Mang trong nhà giùm tôi. Hôm nay nhà có khách hả đại gia? Ừ, thằng cháu nó mới tới. À, chuẩn bị cưới thằng em nó. Tối nay hai vợ chồng tôi đi trước, sớm mai nó mới đi lận. Ừ, đây là nhất là chị rồi, có ai giàu bằng chị đâu. Ngoài tiền bạc ra còn có cái gì nữa đâu. Nè, khỏi thối, nhớ bưng qua đó nha. Rồi, em mang qua. Bưng qua liền đó. Rồi, cảm ơn đại gia nha. Mấy người giàu nói chuyện thấy ghét ha. Dạ, cô với chú đi thượng lộ bình an nha. Ừ. Con cũng tranh thủ ra ngoài sân bay cho kịp chuyến nha, để kịp giờ em mới làm lễ. Dạ, mà có gì đâu, nếu mà không kịp thì con bút vé khác. Ông cứ khéo lo, nó lớn rồi tự nó lo được mà. Dạ, thôi cô chú tranh thủ đi xe đợi ngoài ngõ rồi. Đi em. Cô đi nha. Dạ.
Rồi, tối nay phải cho cái camera này lên đường trước đã, giờ cứ theo kế hoạch sơ đồ mà làm. Tao rất là hy vọng vụ này sẽ ngon ăn. Nói chung ấy là phải cẩn thận. Tao nhắc lại cho mày nhớ, bọn có tiền ấy nó không có ngu đâu. Biết rồi cha ơi, nó hoài. Phải công nhận mày siêu trộm luôn á. Tai bị vậy mà nghèo ghê thiệt. Bao nhiêu năm làm nghề của tao mà. Lên đi. Lấy đâu? Thôi được rồi, để tao. Để tao lấy đồ khóa. Hên vậy. Uầy, nhà không có ai, bật đèn lên đi. Tự nhiên xài cái đèn có tí ri vậy. Mày ngu đấy. Nhà này đi vắng, mày bật đèn lên cho hàng xóm người ta biết à? Giết thì không biết khi nào mới khôn lên được. Này, cầm đèn đi sang bên kia đi. Tao bảo mày cầm đèn sang kia soi, mày soi mà tao làm gì? Ngáo à? Nhớ lấy tiền và vàng rồi đấy nhá. Biết rồi, khổ lắm nó mai. Nói mãi mà mày có khôn lên được đâu. Đi đêm có ngày gặp tao nè. Hành vi phạm pháp của các người đã bị tôi phát hiện rồi. Ở hiện trường nhà chị Ba, anh để lại nhiều dấu vân tay sau khi gây án, nên công an đã tiến hành phát lệnh truy nã anh trong khu vực. Khi va vào anh trong hẻm, tôi liền nhận ra mặt anh trên lệnh truy nã và nhanh tay gỡ tờ giấy xuống, đề phòng hai anh cảnh giác và trốn khỏi khu vực. Tôi liền báo cho công an để bắt đầu theo dõi hành tung của hai anh. Chúng tôi đã gặp chủ nhà và cảnh báo với họ về mối nguy hiểm này. Coi như công an đang khoanh vùng điều tra và truy bắt bọn tội phạm đột nhập trộm cắp tài sản nhà bà Sáu ở xóm trên á. Thì theo điều tra thì nhà cô chú đang nằm trong tầm ngắm. Thì con mong lần này cô chú sẽ hợp tác với tụi con để truy bắt bọn tội phạm cũng như đảm bảo an toàn cho bà con xóm này. Vậy bây giờ chúng ta nên phối hợp như thế nào? Tôi đến nhà bà chủ giả vờ mua nước ở nơi các anh ngồi và tung tin họ sắp đi nước ngoài để dụ các anh vào bẫy. Tối nay hai vợ chồng tôi đi trước, sớm mai nó mới đi lận. Còn tôi đóng giả làm cháu của ông bà chủ và ở lại trong nhà. Đúng như dự đoán, hai anh tiến lại quan sát dò xét ngay khi chủ nhà vừa rời đi. Tôi giả vờ xách vali đi và ngay sau đó bám theo các anh về hang ổ. Tối nay phải cho cái camera này lên đường trước đã, giờ cứ theo kế hoạch sơ đồ mà làm. Tôi đã chứng kiến kế hoạch của các anh và phối hợp cùng công an mai phục theo dõi từ trong đêm hôm đó. Sau khi phát camera an ninh, các anh nghe thấy chó nhà hàng xóm sủa lớn gây động nên đã tạm thời rút lui. Đêm hôm sau, hai anh bắt đầu ném đá vào nhà để kiểm tra động tĩnh. Khi thấy yên tĩnh, các anh bắt đầu hành động và đột nhập vào nhà từ ban công lầu trên, y hệt như cách anh gây án ở nhà chị Ba. Tôi và công an tiến hành bắt giữ hai anh cùng với toàn bộ tang vật trộm cắp trên tay. Một ai thơ lên phước. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Ở các khu dân cư, một số đối tượng lợi dụng sơ hở của gia chủ để đột nhập trộm cắp tài sản giá trị lớn. Khi vắng nhà hãy khóa cửa cẩn thận, nhờ người thân trông coi nhà và lắp đặt các thiết bị chống trộm hiện đại. Khi phát hiện đối tượng lạ lẻn vẫy trong khu vực có hành vi thăm dò khả nghi, hãy báo ngay cho đơn vị an ninh khu vực hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn hành vi trộm cắp. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.